vị đang theo dõi chương trình Bản sắc địa phương với ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ được chuyển tải trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Phú Mỹ là địa phương công nghiệp, cảng biển, cũng là địa phương có nhiều cơ sở tôn giáo nhất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong quá trình phát triển, những dấu ấn trong kinh tế, văn hóa, xã hội dần định hình trong kiến trúc các công trình tại Phú Mỹ, vừa hiện đại vừa vẫn lưu giữ nét truyền thống. Miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, Phú Mỹ như bao địa phương trong cả nước và tại Bà Rịa Vũng Tàu bước vào kiến thiết với bao vết thương chiến tranh. Diện mạo địa phương thời điểm bấy giờ là những ruộng rẫy hoang hóa, nhà cửa lụp sụp, đường đi lối lại sụp lở hoặc chỉ là những lối mòn, những địa bàn bị chia cắt, biệt lập. Quá trình phát triển hướng đến mục tiêu trở thành đô thị công nghiệp và cảng biển, Phú Mỹ đã hình thành 3 vùng chức năng là cảng biển, công nghiệp và dịch vụ. Tương ứng với quá trình định hình này, cảnh quan kiến trúc của Phú Mỹ cũng được đầu tư phát triển không ngừng. Hạ tầng giao thông mở rộng, kết nối thông suốt các địa bàn. Hệ thống khách sạn, chung cư cao tầng phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp liên tục mọc lên. Các khu dân cư tập trung được quy hoạch và hoàn thiện. Trung tâm văn hóa thể thao được xây mới, cơ sở thương mại dịch vụ từng bước hình thành. Là một đô thị trẻ đang phát triển, cảnh quan kiến trúc của Phú Mỹ ngày càng định hình rõ nét phong cách kiến trúc hiện đại với các hình thái mạnh mẽ. Được định hướng phát triển theo 5 mũi nhọn kinh tế, công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, Phú Mỹ đặc biệt chú trọng đầu tư cả kiến trúc đô thị và kiến trúc nông thôn. Thị xã Phú Mỹ đang phấn đấu để trở thành đô thị loại 2 và thành phố vào năm 2025. Do đó, song song với việc đầu tư cải tạo chỉnh trang những cái khu dân cư hiện hữu đã xuống cấp, thì thị xã cũng sẽ triển khai lập cái quy chế quản lý kiến trúc và thiết kế đô thị một số các tuyến đường trục chính quan trọng trên địa bàn, để do đó sẽ góp phần làm cho cái bộ mặt kiến trúc của thị xã ngày một khang trang, mỹ quan hơn, xứng tầm với cái vai trò vị trí của Phú Mỹ trong tương lai. Một loại hình kiến trúc đặc trưng ở Phú Mỹ được nhận diện qua nhiều công trình giao thông và tiêu biểu là những cây cầu thuộc các dự án mở đường với quy mô 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Những cây cầu kết nối những vùng đầm lầy, ken dày, đước, mắm, sú vẹt giúp Phú Mỹ mở rộng thêm không gian sống, lẫn tăng thêm quỹ đất cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội địa phương. Những cây cầu cũng tạo cho diện mạo Phú Mỹ thêm năng động hiện đại. Cầu Rạch Ngã Tư thuộc dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải, dài gần 345 mét, chiều rộng cầu 22 mét, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2008, hoàn thành vào tháng 1 năm 2013. Đây là công trình cầu đầu tiên được xây dựng ở Cái Mép Thị Vải, giúp đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống cảng nước sâu. Về lịch sử ấy, thì cái tuyến đường này xây đến đâu thì cảng có đến đấy. Cũng như là đầu tư quyến cầu mới thì bắc qua cảng CMAT và cảng TCTT, và mới cái cầu mới tiếp theo thì bắc qua cái khu của Cái Mép Hạ. Thì thứ nhất là cái cỡ những cái cầu thì đầu tư, chúng ta đầu tư đến đâu thì chúng ta có cảng đến đấy. Và chúng ta có sản lượng hàng hóa thông qua đến đấy. Đó là cái vấn đề là xây cầu. Và song song đấy thì cái cầu cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong việc kết nối giữa hàng hóa giữa các cảng với nhau và trung chuyển hàng hóa giữa các cảng với nhau. Sau cầu Rạch Ngã Tư, liên tiếp những cây cầu được xây dựng ở khu vực Cái Mép Thị Vải là cầu Vàm Gửi, cầu Rạch Mừng, cầu Bàn Thạch, cầu Mỏ Nhác thuộc dự án đường Phước Hòa Cái Mép. Trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, nhiều cây cầu vẫn đang được thi công như cầu Mỏ Nhác thuộc dự án đường 991B, cầu Rạch Ông, cầu Rạch Tre và cầu vượt quốc lộ 51. Phú Mỹ là địa phương tập trung nhiều nhất cơ sở thờ tự của Phật giáo, 203 cơ sở và đứng thứ 3 tại Đông Nam Bộ sau thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, xét về mật độ dân số thì số cơ sở thờ tự Phật giáo ở Phú Mỹ đứng đầu cả nước. Kiến trúc đình chùa cũng là một trong những nét đặc trưng của thị xã Phú Mỹ. Nhiều ngôi chùa trên địa bàn được Phật tử, du khách trong và ngoài nước biết đến như Vạn Phật Quang, Đại Tông Hộ Pháp. Địa bàn của thị xã Phú Mỹ thì các cơ sở tự viện
thì có một cái kiến trúc riêng biệt. Các mái chùa đều có cái hình mũi thiền, hình cong và có con dao và rồng phụng. Hơn 50% dân số của Phú Mỹ theo đạo Công giáo. Tôn giáo cũng xuất hiện rất sớm tại địa phương từ năm 1954. Phú Mỹ có 33 cơ sở thờ tự của đạo Công giáo thuộc các giáo xứ, giáo họ, trung tâm mục vụ, cơ sở dòng tu. Kiến trúc của các giáo xứ, giáo họ vì vậy cũng là một nét kiến trúc, cảnh quan rất riêng của Phú Mỹ. Nhà thờ theo truyền thống thì người ta thường làm theo cái kiểu Gothic, tức là các cái tháp nó vút nhọn lên, rồi các cái bên trong nhà thờ thì các cái cung vòm nó cuốn nhọn lên. Bởi ngày xưa khi mà người Công giáo theo đã khá đông, nhà thờ đi lễ cũng đông như bây giờ, mà thời ấy thì không có sắt thép, những cái xà lớn để mà tạo những cái nhịp dài, thì người ta phải xây viên gạch này rồi viên gạch kia nó lòi ra một tí, cứ vậy thì cứ viên trên thì nó lên rất là cao, thì hai bên nó lên nó chạm vào nhau thì nó tựa vào nhau, đó nó tạo ra cái trường phái xây dựng nhà thờ Gothic, bao giờ nó cũng phải vút nhọn. Đó là về kết cấu, còn về mỹ thuật thì theo Công giáo và nói chung thì vậy, chúng ta luôn hướng về trời, hướng về Chúa thì là phải cái gì đó nó trên cao, những cái vút nhọn nó là cái đặc điểm hướng lòng lên, nó thay cho cái lời nguyện của mình, nó vút lên trên. Những phong cách kiến trúc riêng, kết hợp và đan xen làm cho phong cách kiến trúc của Phú Mỹ thêm nhiều màu sắc, nhưng được tôn tạo phát triển đúng định hướng quản lý kiến trúc mà địa phương đặt ra. Đó là kiến trúc cần sự phát triển đa dạng nhưng không hỗn tạp, phong phú nhưng vẫn phải mang yếu tố bản sắc. Cùng với đó, kiến trúc phải có quan hệ chặt chẽ với các yếu tố bản địa như khí hậu, môi trường, tự nhiên và cộng đồng dân cư. Quá trình hướng đến mục tiêu phát triển đô thị bền vững, đô thị thông minh, đô thị xanh với các xu hướng kiến trúc sinh thái, Phú Mỹ cũng đồng thời xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng của địa phương.